quên đấy. Anh có biết rằng anh rất nhớ trời. Thì bây giờ mọi người thấy em đi chưa? Thấy em xuống bếp chưa? Xong rồi á, ăn tối thôi. Ảo thật. Đùa mọi người, đùa em mà. Mọi đùa em mà. Like nấu ăn mà. Like nấu ăn mà. Tự nhiên bốn mấy người xem là sao? Mọi người đùa em mà. Mọi người thật là tệ quá đi. Lạ nhở. Ăn tối không mọi người? Ăn tối thêm bát thêm đũa đi hả? Xong rồi nè. Xong rồi nè. Đây nè. Lật phía sau. Lật cam phía sau đâu nhở? Ở đây. À, mời mọi người ăn tối. Ăn tối với em nha. Phòng nào? Phòng ý là phòng gì? Phòng nào? Phòng làm sao? Làm sao? Ăn tối thôi mọi người ơi. Ảo thật bé ạ, nấu ăn, đi nấu ăn tăng view. Thôi được rồi, từ ngày mai em sẽ nấu ăn. Em sẽ không xuống live, em sẽ nấu ăn luôn. Từ ngày mai sẽ nấu ăn luôn. Nấu ăn ở trên live luôn. Để cho các anh em còn ăn tối. Mọi người ăn tối với em không? Mưa sẽ không còn rơi.
Cảm ơn anh 0:35. Cảm ơn anh. Ủa? Nè. Anh uống heo thịt mà. Em cảm ơn anh 0:35. Tặng cái gì đây? Xe máy à? Thank you. Cùng tên với người yêu cũ, cùng tên với nick TikTok người yêu cũ, cùng tên với TikTok người yêu cũ. Mời mọi người ăn tối nha, mời mọi người ăn tối. Vì anh mang theo nỗi nhớ này chẳng thể lo. Chỗ này là nhà của tôi, nhà của Miu em. Không có nơi trả gì. Khi ta kể nhau nghe. Không cho để chỉ dã uống kiểu gì à? Mọi người ăn online thôi. Ăn online. Anh muốn lục. Lục là gì? Anh muốn lục em là cái gì? Được cái gì? Bé ở đâu rồi? Em vẫn ở Hà Nội mà. Mời mọi người ăn tối. Mấy kia đã trôi lâu rồi. Góc này là góc bàn ăn của em ạ. Được chưa? Sao? Ăn tối, anh không thấy em vừa rồi em đi nấu ăn à? Vừa rồi anh không vào lúc em nấu ăn à? Mặn này. Mặn. Để anh mang theo nỗi nhớ. Đồ tự nấu trên live phải à? Phải khen ngon hả? Mặn. Mặn và hơi cháy. Nhớ em. Đừng có thấy em nấu ăn mà nói bụng đeo không bảo em. Bọn nhớ em nha. Sao nhớ tôi? Nhớ tôi thì lên trên like mà gặp tôi. Anh cũng nhớ em lắm. Trời ạ, khó lấy ghê. Mọi người còn ai nhớ em không, nói nốt đi. Thì em ăn tối cho ngon. Còn ai nhớ em nữa không? Hai người nhớ mình á. Toàn người mình. À hay là mở bài anh nhớ em hả?
Còn 15 người nữa thôi. Gì? Sắp tròn 1,5 rồi. 1,5 gì? Rồi. Ủa sao anh tặng em nhiều quà vậy? Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bánh bột lọc mà. Em cảm ơn anh ạ. Các Samita cái mấy cái ứng đâu rồi? Bụt. Nhà mình có bụt mọi người ơi. Nhà mình có bụt kìa. Ảo thật đấy. Đi nấu ăn thôi mà. Đi nấu ăn với ngồi ăn thôi mà. Ngồi like cả tiếng thì không thấy ai tặng. Bụt ơi bụt, em vừa có một Bilicon, một Universe, một ước có Universe, có Bilicon. Bụt ơi, bụt giống thầy yêu cũ của em ơi. Cho em Universe, em muốn có Universe. Ước gì bây giờ bụt chị lên và nói. Con ước gì, con ước Universe. Em buồn ngang. Sao buồn? Quá buồn. Bảo sao mình bảo giống tên thế. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.